Xin chào mọi người, chào mọi người đến với kênh Tô Màu của mình. Em đang xin nhau tô bóng tranh Doraemon này nha mọi người. Kể cho ở nhé. Đầu tiên mình sẽ dùng một màu xanh để tô Doraemon. Dùng một màu vàng để tô chuông và nơ ở trước cổ áo. Dùng một màu sáng tô cổ áo. Dùng màu đen để tô áo nha. Tô màu đen thì tô gầy ảo thuật và tô mũ luôn. Đỏ thì tô phần viền mũ này và tô và màu vàng thì tô cũng cầu. Màu cam để hết hợp đồng là hết ngày 10 tháng 10. Ừ, nhưng mà bây giờ mà nếu mà bà ấy tìm khách bà ấy dẫn vào luôn ấy thì đấy cho người ta chuyển đấu luôn, mình chuyển đi luôn. Thế là cái đợi đấy, cho tí mình vội gì đâu, tắt mình là lên tháng nữa có gì. Tên của Ngọc chơi từ 90k sắp đến 190k sắp. Không bao giờ mình sẵn đối lửa nào thôi cũng đúng. Như bút sắc. Ủa kinh như bút sắc đấy. Ok, vậy là mình đã tô màu xong bức tranh này rồi nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video tô màu này của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tô màu tiếp theo nha. Ok.
Ok, bye bye.